Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trận đấu tranh giải ba môn bóng chuyền hay nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hay nữ của An Châu và đội tuyển bóng chuyền hay nữ của Đại Thắng trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi Hội Đình Làng AMI năm 2024. Ở set đấu này thì các cầu thủ của Đại Thắng phía gần màn hình các bạn và các cầu thủ của An Châu phía xa màn hình các bạn. Đây là một trận đấu rất hay và hấp dẫn. Điểm số bây giờ là 2-0 nghiêng về các cầu thủ An Châu. Vẫn còn đó là các cầu thủ An Châu chơi rất tập trung trong những phút đấu đầu tiên của trận đấu tranh giải ba. Và để bóng ngoài sân rồi. Điểm số đầu tiên cho các cầu thủ của Đại Thắng 1-2. Hai đội này sau khi để thua đội Con Chè và đội Ba Hàng, đây là hai đội được giành vé vào tranh giải ba. Còn trận chung kết giữa Quán Chè và Ba Hàng và trận chung kết mình đã đăng rồi. Điểm số cân bằng 2-2. Còn không, rất tuyệt vời. Rất tiếc và đường bóng sau cùng lại không hiểu ý nhau. Điểm cho các cầu thủ An Châu 3-2. Thực sự đây là một trận đấu ngang tài ngang sức. Đối nào giành chiến thắng cũng rất hợp lý. Hai đội ngang tài ngang sức rất hay. Bên cầu thủ Đại Thắng có vẻ là các cầu thủ trẻ hơn các cầu thủ của An Châu. Pha nhảy đập rất tốt của các cầu thủ Đại Thắng. Tỷ số được cân bằng 3-3. Đó là cái diễn biến của trận đấu tranh giải ba và đó là kịch tính ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Điểm cho An Châu 4-3. Bên tuyển An Châu phát bóng. Tỷ số được cân bằng 4-4. Các cầu thủ Đại Thắng vừa chơi rất tập trung những pha bóng vừa rồi. Tuyển Đại Thắng phát bóng. Vừa rồi là điểm cho An Châu 5-4. Bởi vì các bạn là ở đây là sân bóng này gần đình chùa, đâm ra rất nhiều cái âm thanh bị bản quyền, đâm ra là mình phải bỏ hết âm thanh của trận đấu lên, mình phải bình luận lại để âm thanh trận đấu vào là nó lẫn âm thanh của bài hát, các bài hát của trong đình. Bây giờ là bóng không qua lưới. Tỷ số cân bằng 5-5. Cho các cầu thủ trẻ Đại Thắng. Đội bóng tốt và đội bóng rất tuyệt vời của cầu thủ trẻ số 7. 7 năm cho Đại Thắng. Bóng chưa qua lưới rồi. 8-5
liên tục dẫn 4 điểm liền trong những phút đấu vừa qua của các cầu thủ trẻ đại thắng. Trọng tài xác định bóng trong sân. Rất may 9 năm cho các cầu thủ trẻ đại thắng. Bên tuyển An Châu xin hội ý. Vừa rồi là phóng, vừa rồi là điểm cho An Châu 6-9. Cầu thủ trẻ số 7 vừa rồi là có sức bật rất tốt. Vẫn còn không? Đây trọng tài đã thử còi qua lỗi kỹ thuật các cầu thủ của đại thắng trong pha bóng vừa rồi. Điểm 7-9 cho An Châu. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm 17 cho các cầu thủ trẻ đại thắng. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ đại thắng rất ấn tượng, tuyệt vời. Pha đánh bóng bằng chân không thành công của số 7. Đổi điểm cho An Châu 8-0, 8-10. Bóng không có lấy rồi. 11-8 cho các cầu thủ đại thắng. Vừa rồi là chúng ta xác định phóng, vừa rồi là điểm cho các cầu thủ An Châu 9-11. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho các cầu thủ An Châu 10-11. Rất tiếc một pha không hiểu ý nhau của các cầu. Tỷ số cân bằng 11 đều. Bên tuyển đại thắng xin hội ý. Trận đấu tiếp tục, mình đã cắt phần hội ý rồi. Vừa rồi là pha chắn bóng thành công của các cầu thủ An Châu 12-11. Lại một lần nữa các cầu thủ của An Châu vừa được dẫn trước. Trận đấu rất hay, hấp dẫn. Không được rồi. 13-11 nghiêng về các cầu thủ An Châu. Bóng ngoài sân rồi. Đổi điểm cho đại thắng 12-13. Tuyển đại thắng phát bóng. Bóng ngoài sân. Như vậy là tỷ số được cân bằng 13 đều. Ở giải đấu này thì ban tổ chức cũng có người đọc tỷ số, nhưng mình phải tắt hết các âm thanh của trận đấu đi. Đâm ra là về nhà phải mình dừng lại, nó hơi lâu. Mình đọc tỷ số là chính thôi. Tỷ số bây giờ là 14-13. Pha nhảy đập rất tuyệt vời của số 1. Số 11 bên tuyển đại thắng.
điểm 15-13 cho các cầu thủ An Châu. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay chắn các cầu thủ của Đại Thắng ra ngoài sân. Tỷ số được nâng lên cho các cầu thủ An Châu 16-13. Có vẻ là các cầu thủ Đại Thắng chơi, các cầu thủ trẻ chơi hơi nóng vội. 17-13 nghiêng về các cầu thủ An Châu. Vừa rồi là một pha tấn công bóng không qua lưới. Điểm cho An Châu vừa rồi. Trận đấu tiếp tục. Tỷ số bây giờ là 17-13 nghiêng về các cầu thủ của An Châu. Có vẻ như các cầu thủ trẻ Đại Thắng chưa có kinh nghiệm thi đấu. Bóng ngoài sân. Điểm 14-17 cho Đại Thắng. Trận đấu rất hay, ngang tài ngang sức, đá bóng tốt. 15-17 cho Đại Thắng. Phản ứng rất nhanh của số 7. Như vậy trong trận bóng ngoài sân trong pha bóng vừa rồi, 18-15 nghiêng về các cầu thủ An Châu. Pha bỏ bóng góc xa không thành công. Rất tuyệt vời và trận đấu rất hay. Vẫn còn rất tốt. Cầu thủ số 9 quyền 2 bên tuyển Đại Thắng. Rất tiếc được bóng cuối cùng của số 7 không qua lưới. Điểm cho các cầu thủ An Châu 19-15. Vừa rồi là bóng ngoài sân. Điểm cho Đại Thắng 16-19. Đấu rất hay, thực sự là hai đội ngang tài ngang sức. Rất tiếc một pha không hiểu với nhau của các cầu thủ Đại Thắng. 20-16. Đội bóng tốt, như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ An Châu giành chiến thắng trước các cầu thủ Đại Thắng với điểm số là 21-16 và hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu trận đấu thứ hai. Sân trận đấu thứ hai này thì các cầu thủ của An Châu phía gần mảnh các bạn và các cầu thủ của Đại Thắng phía xa mà này các bạn. Ngay từ pha tấn công đầu tiên của các cầu thủ An Châu thì bóng không qua lưới. Điểm cho Đại Thắng 1-0. Bỏ nhỏ thành công. Điểm số được cân bằng 1-1. Mồi nhỏ thành công, 2-1 cho An Châu. Bóng không có lưới, tỷ số được cân bằng 2-2. Rất tiếc ngay sau đó thì các cầu thủ của An Châu phát bóng không có lưới. Lại một bóng ngoài sân. Liên tục là những pha phát bóng hỏng của hai bên. Điểm cho An Châu 3-2. Chắn bóng thành công,
4-2 cho các cầu thủ An Châu. Bên tuyển Đại Thắng xin thay người. Trận đấu tiếp tục. Bóng ngoài sân rồi, bóng ngoài trọng tay chắn, các cầu thủ của An Châu ra ngoài sân đổi điểm cho các cầu thủ Đại Thắng. 3-4. Số 9 của Đại Thắng phát bóng. Bây giờ trong giờ xác định bóng chưa qua lưới. Pha tấn công của các của cầu thủ số 6 bên tuyển An Châu, điểm cho Đại Thắng. 4 đều. Chính xác, trọng tài bắt phá bóng rồi là chính, rất chính xác. Lỗi rồi, lỗi chạm lưới của các chuyền hai bên tuyển An Châu. Điểm cho Đại Thắng 5-4. Quả bóng thành công và quả bóng xá rất tốt của số 6 bên tuyển An Châu, có chủ công số 6 và đó thi đấu rất linh hoạt. 5-5. Bóng không có lưới rồi. Điểm cho các cầu thủ An Châu 6-5. Điểm cho An Châu 7-5. Bóng không qua lưới. 8-5 cho các cầu thủ An Châu. Xin lỗi các bạn, điểm số bây giờ là 8-6. Bây giờ là điểm cho các cầu thủ An Châu trong pha bóng vừa rồi. À, cho Đại Thắng trong pha bóng vừa rồi. Điểm cho An Châu 9-6. Bóng chui qua lưới. Đổi điểm cho Đại Thắng 7-9. Được bóng tốt. 8-9 cho Đại Thắng. Bên tuyển An Châu có chủ công số 6 thi đấu rất sáng tạo. Những đường bóng rất hiểm của chị. Đúng là phải nói là cây ghi điểm của các cầu thủ An Châu. Như vậy là bóng ngoài sân trong pha bóng vừa rồi. Điểm cho An Châu 18. Chắc vừa rồi là pha phát bóng hỏng. Điểm 9-10 cho Đại Thắng. Bởi vì là xe vừa rồi là bóng đánh trúng chân quay, đâm ra là nó loạng choạng một chút, các bạn thông cảm. Phải chỉnh một lúc. Thì số bây giờ cân bằng là 10 đều rồi. Vì vừa rồi là cái bóng nó đánh trúng chân quay là mình bỏ mất quả. Thank you.
cũng ngoài sân rồi. Điểm cho An Châu 11-10. Thực sự hai đội ở trận đấu này thì hai đội ngang tài ngang sức, điểm số khi cách biệt xa chỉ cách nhau 1-2 bàn là cùng thua. Liên tục là những pha giật đuổi điểm số của hai đội. Đội bóng tốt 11 đều. Bên tuyển Đại Thắng phát bóng. Rất tiếc sau đó thì các cầu thủ của Đại Thắng lại có pha phát bóng hỏng, bóng không qua lưới. 12-11 cho các cầu thủ An Châu. Các bạn xem trận đấu này nếu các bạn mở qua trang TV ấy, xem cực đẹp và nét. Các bạn tìm kiếm vào điện thoại, xem vào điện thoại xong các bạn nối tiếp, truyền tiếp qua TV ấy, xem rất nét. Bóng đã chạm tay chắn, rơi tự do, điểm cho Đại Thắng. Trong pha bóng vừa rồi, tỷ số được cân bằng 12 đều. Bỏ nhỏ thành công. Và một đường bóng rất sáng tạo của số 6 bên tuyển hạng An Châu. 13-12. Bóng đã chạm tay chắn ra ngoài sân, điểm cho Đại Thắng 13 đều. Bên tuyển Đại Thắng 14-13. Lại một lần nữa các cầu thủ Đại Thắng và đứng trước các cầu thủ Châu vô điểm. 15-13. Hai điểm liền. Bên tuyển An Châu xin hội ý. Trận đấu tiếp tục, mình đã cắt phần hội ý rồi. Tuyển Đại Thắng phát bóng. Vẫn còn. Và cái bóng bằng chân của số 6 bên tuyển Đại Thắng. Rất may. Bóng đã lọt lòng. Điểm cho An Châu. Trong pha bóng vừa rồi, tuyển An Châu phát bóng. Điểm số bây giờ là 14-15. Bây giờ bóng không qua lưới, điểm cho Đại Thắng 16-14. Rất tiếc ngay sau đó thì các cầu thủ của Đại Thắng đã có pha phạt bóng hỏng. Điểm cho An Châu 15-16. Đội bóng tốt 17-15. Nghiêng về các cầu thủ trẻ của Đại Thắng. Nếu mà các cầu thủ Đại Thắng giành chiến thắng ở trận đấu này thì hai đội phải thi đấu trận đấu thứ 3. Bỏ nhỏ thành công và bỏ nhỏ rất sáng tạo của số 9 bên tuyển Đại Thắng, nâng điểm số của trận đấu lên 19-15. Các bạn ạ. À, 19-15 rồi. Điểm số bây giờ là 19-15. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. 20-15 cho các cầu thủ trẻ Đại Thắng. À, xin lỗi, không phải.
bóng trong sân bên tuyển An Châu được phát bóng trong vòng này. 16-19 như vậy là các cầu thủ của Đại Thắng đang dẫn trước 3 điểm với các cầu thủ An Châu. 17-19 tuyển An Châu phát bóng. Bóng không có lưới rồi. 20-17 điểm cho các cầu thủ trẻ Đại Thắng. Bên tuyển có lẽ bên tuyển An Châu vừa rồi là xin hội ý trận đấu tiếp tục. Và tấn công rất đẹp mắt. Như vậy kết thúc trận đấu thứ hai thì các cầu thủ trẻ Đại Thắng giành chiến thắng trước các cầu thủ An Châu với điểm số là 21-17 và hai đội đã hòa nhau 1-1. Hai đội phải đổi sân tiếp tục thi đấu trận đấu thứ ba. Sang trận đấu thứ ba thì ban tổ chức áp dụng trận đấu 15 cách biệt hai bàn. Trận đấu bắt đầu. Đội bóng tốt. Điểm cho Đại Thắng 1-0. Bóng ngoài sân. Rất tiếc cho các cầu thủ trẻ Đại Thắng. Tỷ số cân bằng 1-1. Hai đội thi đấu rất hay. Còn không, không được rồi. Bóng đã ra ngoài sân. Điểm cho các cầu thủ Đại Thắng 2-1. Rất tuyệt vời, và nó là cầu thủ hai đội công kiến cho quý vị khán giả những pha bóng rất đẹp mắt. Cuối cùng thì các cầu thủ An Châu đã giành điểm ở pha bóng vừa rồi, tỷ số được cân bằng 2-2. Những đường bóng rất lắt léo của cả hai đội, bỏ nhỏ thành công 3-2 cho An Châu. Rất tuyệt vời của số 11. Điểm số được cân bằng 3-3. Bây giờ là trọng tài, có lẽ là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Đại Thắng trong pha bóng vừa rồi. 4-3 cho An Châu, chắc lỗi dâm vạch. Rất tiếc, một lỗi rất ngơ ngẩn. Không được của bóng không có lưới. 5-3 cho An Châu. Sáu ba khoảng cách nhân đôi cho các cầu thủ An Châu. Bên tuyển Đại Thắng xin hội ý. Trận đấu tiếp tục, bên tuyển An Châu phát bóng. Trận đấu rất hay và các cầu thủ của Đại Thắng chơi rất tuyệt vời. Trận bóng tốt, điểm cho các cầu thủ Đại Thắng 4-6.
vẫn còn bóng rất dài. Và đó là trận đấu rất hay. Và quý vị và các bạn nhớ xem video và chia sẻ trận đấu này. Và nó trận đấu này rất hay. Hai đội thực sự ngang tài ngang sức. Đội bóng rất tốt. Cuối cùng là pha dứt điểm của số 11 bên tuyển Đại Thắng đã ghi điểm trong pha bóng vừa rồi. Như vậy điểm số bây giờ là 5-6 bên tuyển Đại Thắng phát bóng. Phát bóng ăn điểm ngay, tỷ số được cân bằng 6-6. Tính đến phút này thì hai đội lại phải làm lại từ đầu. Rất tuyệt vời, số 11 là số 7 của Đại Thắng có pha phản ứng rất nhanh. 7-6 nghiêng về các cầu thủ của An Châu. Bóng ngoài sân rồi. Rất tiếc, 8-6. Hai đội được sân và tiếp tục thi đấu set đấu thứ 3. Hiện nay thì bên tuyển An Châu phía gần này các bạn và các cầu thủ trẻ Đại Thắng phía xa mà này các bạn. Điểm số bây giờ là 8-6 nghiêng về các cầu thủ của An Châu. Rất tuyệt vời, và nó là trận đấu rất hay. Nếu ở Hội Nga Mi, mình nghĩ là ở trong đây là giải đấu trận đấu hay nhất trong trận đấu hay nhất của giải Nga Mi. Trận này hay hơn trận chung kết rất nhiều. Ui giời ơi, không được rồi. Nó được kiểu không thành công của các cầu thủ trẻ Đại Thắng. Mình vừa xem vừa bình luận, thực tế mà nói về xem cũng là rất thất thích. Đá bóng tốt. Điểm cho Đại Thắng 7-9. À 8-9. Pha ghi điểm của số 6, trụ cột số 6 bên tuyển An Châu, phải đó là một cây ghi điểm của An Châu. 18 nghiêng về các cầu thủ An Châu. Vẫn còn. Trận đấu rất hay và hấp dẫn. Quý vị và các bạn nhớ chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Phải nói đấy, theo như mình đánh giá thì đây là một trận đấu hay nhất của giải Hội Nga Mi. Số 6 cây ghi bàn của tuyển An Châu, phải nói thi đấu rất hay, rất ấn tượng. Điểm cho các cầu thủ An Châu trong pha bóng vừa rồi 11-8. Tuyển An Châu phát bóng. Vẫn còn. Đội bóng rất tốt và đi đập rất căng của số 6. Và đó là cây ghi bàn của An Châu rất hay. 12-6, khoảng cách nhân đôi. 12-8. Bóng ngoài sân rồi. 13-8 cho An Châu. Quý vị và các bạn, bóng không còn nữa rồi. 14-8, nhưng mà chỉ còn một điểm nữa thì các cầu thủ An Châu đã giành chiến thắng và giành giải 3 của giải hội này. Đúng, thực sự đây là một trận đấu ngang tài ngang sức. Và
được coi là đánh giá là hay nhất của giải đấu giải Hội Xuân năm 2024 của Đình Làng Amy. Đội bóng tốt như vậy kết thúc trận đấu thứ 3 thì các cầu thủ của An Châu đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Đại Thắng với điểm số là 15-8 và giành giải 3 của Hội Đình Làng Amy năm 2024. Mình xin kết thúc phần bình luận ở đây. Mình xin chào các bạn. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video.